Với những diễn biến ngày càng căng thẳng, Gia đình mình vui bất thình lình đang là bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Hiện tại, gia đình nhà ông Toại và bà Cúc đang rối tung khi quá khứ của Trâm Anh được hé lộ. Mối quan hệ vừa Danh và Trâm Anh cũng ngày càng căng thẳng. Trong tập mới đây nhất của Gia đình mình vui bất thình lình, Hà, Phương và Thành đã khiến Khải xanh mặt vì dám giở trò đe dọa Trâm Anh. Sau lần giàn mặt này, có lẽ Khải sẽ phải im ắng một thời gian mà không dám động vào dấu út nhà ông Toại bà Cúc nữa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Danh được vợ Khải cho biết về mối quan hệ bí mật của Trâm Anh. Tuy nhiên, dù xử lý được Khải, thế nhưng mối quan hệ vợ chồng của Trâm Anh và Danh cũng đứng bên bờ vực sụp đổ. Cậu út nhà ông Toại bà Cúc đã được nghe chuyện quá khứ của vợ mình từ Khải nên cực kỳ hoang mang, đau khổ. Đúng lúc này, Khải lại có hành động khiêu khích Danh khiến khán giả vô cùng thích thú. Cụ thể, trong một bài đăng hình ảnh Danh ngồi thất thần khi nghe chuyện của vợ trong quán cà phê, nam diễn viên Trọng Lân đã vào để bình luận. Anh chàng viết, khóc nhiều vào Danh nhé. Hành động khiêu khích công khai này khiến khán giả được trận cười no bụng. Bên dưới, nhiều cư dân mạng đã cho rằng Trọng Lân là người tàn ác thường sống thành thơi. Trên phim căng thẳng là vậy nhưng ở ngoài đời các diễn viên lại cực kỳ vui vẻ, hài hước. Dù bị hội Trâm Anh dằn mặt, thế nhưng đa số khán giả đều cho rằng Khải sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh ta thậm chí có thể sẽ dùng những thủ đoạn ác liệt hơn để đối phó với Trâm Anh. Và chắc chắn, thời gian tới người xem sẽ được chứng kiến màn đụng độ trực diện của Danh và Khải ở Gia đình mình vui bất thình lình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.